phải đọc câu hỏi rồi chứ, câu hỏi các thứ chứ nhỉ. Bây giờ chú phải luyện ấy đi chứ. Chứ anh cái suốt sau này không có anh thì sao? Thông báo đưa ra tại sự kiện nào A good à? event that announcement being made. Đây là một hội nghị, em nghe được, em chọn là D. À không, Fundraisers. fundraiser là quỹ từ thiện đúng không nhỉ? Đúng Cái rồi. này là công nghệ này. Product launch là một buổi giới thiệu của book fair, là một hội chợ sách. Hội chợ sách mà em nghe được. Từ từ em phải mở phần notes kinh em xem là em nghe được cái gì đã. Em ở trong phần notes kinh thì em có thấy một cái, em nghe được cái câu đầu tiên là I've been enjoy the conference on educational technology, là một hội nghị về công nghệ giáo dục. Không phải Nhưng ở à, đây đúng rồi, confidence education technology chính xác. Cái là gì? Là gì? công nghệ Công nghệ giáo dục như máy chiếu à, này. nhỉ, Technology Conference. Technology conference. Ok, đúng rồi. Wow. Câu thứ hai là theo cái người nói này, What can some listeners mọi cái người nghe thì có thể làm gì vào ngày mai? có thể làm gì ngày mai, là người nghe có Mấy thể cái làm gì tour, vào ngày tham dự lễ khai mạc à, tham gia giành giải thưởng này. Còn đây là Participate in the Focus Group, là tham gia vào một nhóm à? cái nhóm tập trung, ví dụ cái nhóm mà được chú ý nhiều hơn đấy, focus group là một cái nhóm ấy, nhóm tập trung. Go on a tour là tour, có những tour du lịch ấy, hoặc tour Chắc tham là mà em chọn đáp án là attend an opening ceremony, quan. Là tham gì? gia vào một cái buổi gọi là tổ chức lễ cái lễ khai mạc của ngày mai ấy. Đấy nhỉ, ceremony, opening Sao biết ceremony, là lễ khai mạc ngày mai? bởi vì là trong phần đấy của em có ghi, em có nghe được là một cái presentation, we Presentation. have the the convention center. Đúng nhỉ? Thì cái câu này em chưa, trong phần ấy của em nó chưa có cái chưa có đại, em chưa thấy cái đáp án nào nó đúng 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 đấy. Ok rồi. 73. What are the listeners instructed to Người nghe được hướng dẫn làm gì này? Một là sử dụng cái gì đây nhỉ? Entrance là cổng vào đúng không? Entrance cổng Sử dụng vào. Internet là thay thế à? Cổng vào, cổng thay à? Ví dụ Cổng là nhá. thay thế. Bây giờ có hai lối vào. À, cổng phụ đúng không? Ở Cổng một phụ. Rồi em hiểu rồi. đối đấy, Register an advance, register là đăng ký, in advance là đăng ký trước à? register Đăng ký trước. Complete a survey là cuộc khảo sát, hoàn thành một cuộc khảo sát. Meet an decided location là gặp nhau tại tại cái designated location là gì? Location là địa điểm rồi. Gặp nhau gặp tại nhau ở địa điểm, design, ở một địa điểm đã hẹn trước. gặp nhau tại địa điểm hẹn trước. Thì tại phần notification em nghe được em nghe được là có cái make sure to sign up early đấy, at the desk by the entrance, tức là đăng ký sớm cạnh lối vào. Là gì? Register in advance. Đây Register in advance. register in advance.
Register. Dũng ơi, tự bật lên check IPA của từ register. Vâng. Anh đã dạy rồi, tự làm đi, tự đọc theo. Check xem à, xem máy nhá. Check đi. Nào, chung rồi. Quá à? Thế nào cũng bằng IPA. À đây đây, chết rồi, em bị ống nhầm rồi. Sao Lộn cái ok. Ok, sao nó không lên. Rest. ấy? Rest. Register. Register. Nhớ âm IPA nhé. Register. Register. À, chọn âm là âm đầu. Register. Register. Ok rồi. Đấy, thế đáp án là register in advance. Vâng. Giờ anh sẽ cho nghe lại chữ bài nhé. Vâng. Textbook and will be spoken only one time. Questions 71 through 73 refer to the following announcement. Good morning, everyone. We hope you've been enjoying the conference on educational technology this week. Good morning, everyone. We hope you've been enjoying the conference on educational technology this week. Now. Xin chào buổi sáng. Tôi hy vọng là bạn thích về hội nghị công nghệ giáo dục của tuần trong tuần này, this week đúng không? Trong tuần. This week trong tuần này. Thì cái đáp án câu 71 là gì đây? Công nghệ giáo dục vậy thì nó sẽ là technology conference. Đúng rồi, một cuộc hội thảo về công nghệ nhá. Hiểu này rồi đúng không? Yeah. Tomorrow, in addition to our workshops and presentations, you'll have the option of leaving the convention center to go on one of the site visits we've arranged. Now, tomorrow, in addition to our workshop and presentations. Now, in addition là thêm với. Ngày mai, với việc gì? Thêm cái việc là tham gia vào cái cuộc hội thảo thì bạn Của có workshop thể và cuộc presentation đó và cuộc thuyết giảng của trình bày ấy. thì bạn có cái lựa chọn là rời khỏi trung tâm hội nghị để tiếp tục một trong những chuyến thăm thăm cái gì em không nghe đoạn cuối. To leaving the convention center, em nghe được chưa? Vâng, Living Convention Center đấy. To To go on go. one of the site visits we have arranged. To À, go một on. một cái lịch trình chúng tôi đã sắp xếp. Đi đến một trong những nơi mà chúng tôi đã sắp xếp. Hiểu không? Tiếp này. There are two choices. Are two choices. There are two Bạn choices. có hai Choices. lựa chọn. Có hai lựa chọn, đúng rồi. You can tour either a local high school or the public library's computer laboratory. You can tour either a local high school or a public library's computer laboratory. Là. Thăm hoặc là thăm cái trường trung học địa phương hoặc là cái public library là cái thư viện công công cộng. Public library, thư viện máy tính công cộng ấy. Ok, Public thế library rồi. computer đúng không? Computer laboratory, đúng rồi. Thư viện mà nó không chứa sách mà chưa có máy tính. Rồi, Vâng. thế thì đáp án là gì? Là 72. Đây mới là đúng đúng không? Là gì? Listen. Em vừa mới nói đáp. Nào. Go on a tour đấy. Đúng Tiếp tục. rồi, muốn đi thì có thể đi tham gia một trong hai thứ kia. Một đấy. Go Vậy thì on sao? a tour hay Còn go on a tour là tiếp tục tham gia cái tour này, không ở lại thăm thăm thú cái
cái technology conference. Ok rồi. These tours are free and we expect them to be very popular. These tours are free and we expect them to be very popular. Expect cái tour này thì miễn phí. Chúng tôi mong đợi cái gì nhỉ? Em nghe cái từ cuối, anh đọc lại câu đấy được. And we expect them to be very popular. Tôi kỳ vọng là cái tour này sẽ trở nên có nổi tiếng à? Popular nổi tiếng đúng không? Trở lên Hy vọng cái không tour này cũng nổi trở lên được tiếng. nhiều người biết đến Vâng, đừng nhìn mới đi. have limited seats on the buses. We have limited seats on the buses. Anh đọc lại đúng không? We Hình như have a em mất. limited seats on the buses. We have a limited seats on the buses. À, chúng tôi có ghế số lượng ghế giới hạn ở trên Đúng số rồi, lượng. limited nhá. Rồi bước giới thiệu. Cậu cũng biết nhiều từ đấy nhưng mà cậu nghe ít quá nên nó không kết nối các từ lại với nhau được. Ví dụ là limited buses là một từ xe buýt giới hạn là cũng biết rồi đấy. Nhưng mà quá lười thực hành. Anh đã bảo là ngồi về tự nghe bật tai nghe mới này, hoặc không thì mua cái tài khoản Netflix vào Ôi hôm nay em ngồi nghe mấy tiếng nghe hết cả não này. Netflix lên nghe à, xem phim Netflix được chưa, kiểu như chill trên Netflix ấy. Netflix anh chill quá. Chết, Netflix người đang yêu chill không cái chill tự sao anh mà này cho chill được. không có bạn gái không chill được Không chill được. ngồi Chả mấy. lẽ lại kiếm cô 500 về chill. Đừng có vớ ẩn năng ấy đấy. Nói chung là cậu học, cậu ngồi tự ấy thì cũng chiều với bạn ở có bạn gái cậu không học được tí nào đâu. Anh cam Thì mình đoan xem với cậu như thế. Sắp tới đóng tiền học thì cậu cứ trích ra một tiền đăng ký về Netflix đi. Đó là một như một gần như một khoản đầu tư ấy. Bình thường học sinh khác thì anh bảo là học nhưng mà anh thấy cái chú hơi lười. Thực sự là lười, hiểu không? Để cho xem phim Netflix cũng là học luôn mà, nhưng mà Netflix với điều kiện là không bật sub Việt lên, chỉ bật sub Anh thôi, English thuyết minh tiếng Anh và sub tiếng Anh, thế thôi, yêu cầu đơn em giản với không bay. Em với bay 900 nghìn xong rồi em tiếc thì lắm. có. Nếu như từ từ em phải xem vào trong tháng này cuối à, thôi chắc Tháng này đi em làm học sẽ mà không trích được 50.000 60.000 ra một tài khoản Netflix. vì nhà em sợ là tháng này nó sẽ là kiểu nếu như mà em có được nhận ấy, thì nó vẫn là nó chỉ dạng nhân viên đấy thôi, nó là nó chỉ được khoảng 80% lương thôi. 8% Em lương cũng chưa biết là mấy trong tiền một tí thực tế triệu thì hợp đồng thử việc ấy. Nó là hợp đồng thử việc mà chưa rồi. biết là Thì cũng nó được thế mấy nào đấy thì được mấy triệu được trả lại à, không, anh là 5 triệu này, chung là hy vọng là tầm 7 triệu 8 triệu. Em ở nhà chắc cũng không đốt nhiều tiền lắm đâu. rồi, tiếp tục là Thì hơi sợ nhưng ở nhà chắc không đốt nhiều. thì đừng cứ tiêu nữa, đi chơi bạn gái bảo là anh đang hết tiền rồi, Ồ, nói dễ thế. dễ thế Mà à. Tiếp tục này, so please make sure em to cũng được sign up làm như anh early at quá the rồi. desk by the entrance. Nào đọc lại câu đấy Is nào. it by the entrance? Em không nghe được, em nghe kịp. Anh cho nghe lại nữa đi. Án này There are two choices. You can tour either a local high school or the public library's computer laboratory. These tours are free and we expect them to be very popular. We have limited seats on the buses, so please make sure to sign up early at the desk by the entrance. now, we have limited seats on the buses, so the Simply make sure to sign up early at the desk by the entrance. đúng rồi, thì có đấy, chúng tôi có gì? Vui lòng đảm bảo đăng ký sớm Đọc cả tại câu. cái bảng ở Đọc cả cạnh câu đi. Đọc cả câu. We have a limited seats on the buses, so please make sure to sign up early at the desk by the entrance. Đọc cả câu với dịch ra nào.
Dịch cả câu ra. Giờ em đọc luôn đi. Em dịch ra. These tour are free and we expect them to be very popular and have a limited seats Versus. on the buses. Simply make sure to sign up early at the desk by the entrance. Dịch ra. Chúng tôi kỳ vọng rằng cái tour này sẽ trở nên nổi tiếng. Chúng tôi có số ngồi giới hạn ở trên xe buýt. Vì vậy vui lòng đăng ký sớm tại cái bàn ở entrance là cục chính. Đúng rồi. Entrance là cổng chính, back door là cổng phụ nhé. Cái từ mà đi Đúng cổng rồi. chính, đi cổng phụ nó cũng có trong tiếng Anh đấy. Ok, đáp án là gì nào? Đây là cái gì nhỉ? Chết rồi, tiếng kéo lên là register in advance, Register đăng ký in sớm. advance. Đúng rồi. Tốt. Tiếp tục nhá, 7 bạn 74 đến 76. Number 71. At which event is the announcement being made? Number 72. According to the speaker, what can some listeners do tomorrow? Number 73. What are the listeners instructed to do? Question 74 through 76 refer to the following excerpt from a meeting. Today I want to... Ok, anh đi qua câu hỏi với em nhé, cho đỡ tập trung vào what product does Castillo manufacture? Nghĩa là gì? Người ta hỏi cái gì? Anh gọi em ạ. Từ từ. Em bị vừa bị mất mạng, anh vừa hỏi lại, anh hỏi lại đúng không? Nhìn câu 74 người ta hỏi cái gì? What product does Castillo manufacture? À, câu 74 đi. Cái sản phẩm Catilo sản xuất là cái gì? Em bị mấy rồi đấy? Mạng bị camera 75. Why Em bị does camera. the... Anh không biết, tôi nhấp nháy. 75. Why does the speaker say just look at the color selection in the samples? Tại sao có người nói là just look là chỉ nhìn đúng không? Chỉ nhìn vào màu, chỉ nhìn vào at the color section, tức là chỉ nhìn vào màu sắc trong cái mẫu, chỉ nhìn vào màu sắc trong mẫu này. Tiếp câu số 76. What? Em chỉ có đúng không? In the sample, sample là mẫu mà, Đúng không? chỉ nhìn vào màu sắc lựa chọn à, chỉ nhìn vào lựa lựa chọn màu sắc trong trong mẫu này. Ví Sao dụ em không nhá. hiểu vậy? Chắc chắc tí nữa trong bài nó sẽ nói. Color selection nghĩa là chọn màu ấy. Ví dụ em tô bức tranh em dùng màu mặt trời em dùng màu xanh này, màu trắng này của mây này và màu cam của mặt trời. Thì đó là tạo hai cái đó tạo khung cảnh bầu trời ấy, em chọn cái màu sắc nào? Ở dưới là what will Herim do à? Tức là Herim sẽ làm gì à? Câu nào? Câu 76 ấy, what will Herim do đấy? Harim sẽ làm Herim sẽ cái làm gì? gì? Thì phải nghe mới biết được. Of leaving the convention center to go on one of the site visits we've arranged. There are two choices. You can tour either a... Number 72. According to the speaker, what can some listeners do tomorrow? Number 73. What are the listeners instructed to do?
Question 74 through 76 refer to the following excerpt from a meeting. Today I want to focus our discussion on Castillo, a clothing brand we will start selling in our stores next month. As you know, our stores attract mainly younger shoppers. In thinking about fashion trends we want to feature, the marketing department has found that customers aged 12 to 18 prefer styles that come in a lot of different colours. We chose Castillo as a new vendor for this very reason. Just look at the colour selection in these samples. Now, the finances of carrying Castillo's line. Hayden will go over the anticipated costs and profit estimates. Ok, nó đã bán cho anh à? Nói và giải thích đi. Câu này thì dựa vào cái thì là đầu tiên em chọn là quần áo. Clothing. Explain. Là... Hả? Giải thích. À rồi. Thì ở đây nó nói luôn là clothing brand mà. Today I want to focus a discussion on Castillo, a clothing brand. Nó nói luôn là clothing brand mà em nghe rõ cái từ đấy luôn. Ok rồi. Đúng rồi. Tiếp. Câu B là em chưa hiểu câu B lắm ấy. Thế là tại sao có người ta lại nói là just look at the colors để giới thiệu một để bày tỏ sự thất vọng để cái express disappointment là để tỏ ra thái độ thất vọng đúng không nhỉ? Support a decision là vậy. Câu 75 ấy ạ. Introduce new manufacturing technical, tức là để giới thiệu một cái kỹ thuật mới này. Sightas là cái gì nhỉ? Là gì nhỉ? Sightas to sightas chứ? Là một tác vụ à? Giao một task này quen nhỉ? Task trên máy tính em biết đấy, còn task này thì em không biết nó là cái gì. Còn ở dưới là support a decision. Support hỗ trợ a decision là cái gì này? Quyết định à? Hỗ trợ cái quyết định đấy. Just look at the color selection in their sample. Thì chỉ nhìn vào màu sắc selection in sample. Tức là trong cái phần đấy của em có nghe câu đấy nhưng mà em chọn câu này là to support a decision đi, ủng hộ cái cho quyết định decision. Em xem diễn nghĩa là gì nhá. Alo, quyết định ủng hộ quyết định. Em chọn 75 là D bởi vì là thì em nghe được là we choose Castillo is a new vendor cái gì đấy for this very reason, tức là chọn nhà cung cấp Callisto này, tức là họ chọn nhà cung cấp Callisto này rồi thì họ phải ủng hộ cái decision của họ, cái decision này. Thế thôi. Còn em không em nghe đoạn Harim. Harim làm gì thì em còn không nghe cái nhân vật Harim ở đâu cơ. Thế này em có phải sao chịu thua, em không biết là cái gì. Câu đó này em sẽ chọn là clothing. Câu này em chọn là D. Còn what will Harim do? Harim sẽ làm gì? Em không nghe cái nhân vật này luôn ấy. Alo. Hello. Chết rồi, một trong hai chúng ta mất mạng rồi. Không, anh vẫn ở đây. Anh vẫn nghe. Mạng hơi chậm nên anh tắt cam của anh đi. Anh vẫn đang nghe. Đây, nói chung là câu 76 thì em không nghe được cái nhân vật Harry muốn nói là nhân vật nào ấy. Nên là em không chọn được.
hoặc là nó nhanh quá em không nghe được cái tên ấy, Harry. Anh nghe, anh cho em nghe lại không? Trong cái phần đấy của em từ chiều thì em cũng nghe cũng nhiều, nhưng mà Và em từ cũng đáp án không thể. 74 với 76 là 74 Bảy tư là cơ chỉnh, 75 là support a decision đấy, còn 76 thì em chọn bừa đi, chọn bừa một cái ăn may nhá. B, share competitor date là chia sẻ cái dữ liệu của đối thủ cạnh tranh. Competitor date có đúng nhỉ? gì? Dữ liệu date thì là dữ liệu rồi, competitor là đối thủ cạnh tranh thì chắc là competitor. Đúng rồi, cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh, competitor. Ở đây là a person, team or company just competing against others. Their pride are better than any their competitor. Các thứ. Đó, để cho mạng anh ổn rồi mình nói tiếp nhé. Tôi Ok. tiếp tục Chưa? Đây, ba đáp án này anh. Giờ chiều nghe lại xem đáp án nó đúng rồi. đâu là đáp án nào. Câu đầu tiên em chọn là định số quần áo này. Câu hai, từ từ em mở nhé. Câu hai là em chọn là a support a decision. Còn câu 3 thì em chọn là B, competitor date, tức là chia sẻ dữ liệu của đối thủ tranh. Competitor Giải thích đi. date. Giải Câu thích 1 cho. thì rõ ràng rồi. Câu 1 cầm câu 74 rõ ràng rồi. Câu 75 thì do là em nghe được cái đoạn mà em nghe được cái đoạn mà nó nói là choose Castillo is the new vendor for this very reason ấy. Tức là nó chọn cái công ty này vì lý do, thế nên là em nghĩ đây sẽ là cái sự support of decision. Đấy. D. Còn câu 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 cuối 76 thì em nói thật là em cũng chưa nghe được cái chữ Harim nó là ở đâu ấy, em chỉ chọn bữa thôi.
Cái là tên đấy. chia sẻ dữ liệu cạnh tranh đúng không? B. Và em vừa tìm trên mạng rồi, em vừa đi search cái từ mới rồi. Xem Là competitor date. Thì đây thì cô B nó là chia sẻ dữ liệu đối thủ cạnh tranh. Cô A là present financial information, là trình retail bày financial file nhỉ, financial financial hay financial financial information, tools tức next. là chia sẻ thông tin tài chính. À, giới thiệu present là trình bày thông tin tài chính. Analyze survey result là cái gì, kết survey là kết à, là báo cáo, dưới sau là kết quả. Analyze chia Đúng. sẻ kết quả báo cáo, à không phải, Đúng analyze là không? gì, Cái bài nào? Câu nào? analyze survey result Analyze là phân tích. phân tích kết quả. Kết quả survey là khảo Survey là sát, khảo sát. Đúng đi rồi. kết quả khảo sát. Bây Introduce advertising layout là introduce là thiết kế quảng cáo, thiết kế cái gì, layout là bố cục à, thiết kế những bố cục quảng đúng rồi. cáo. Nhưng mà em không nghe được Henry nên em chịu đấy, em chỉ chọn được hai câu đầu thôi. Còn câu 3 thì em sẽ chọn một cái nào đấy, A B C D, A B C D C B A C D. Đấy, analyze survey result. Em chọn C, em chọn lại nhá. Câu này không, còn không nghe Kerim là cái gì cơ, nên là em nghe cái từ chiều rồi, em cũng chưa thấy cái chỗ Kerim ở đâu. Rồi, được rồi, bây giờ phải anh bật cho nhé. Vâng. Tốt. Month. As you know, our stores attract mainly younger shoppers. In thinking about fashion, last book and will be spoken only one time. Chính Questions 71 through 73 refer to the following announcement. Good morning, everyone. We hope you've been enjoying the conference on educational technology this week. Tomorrow, in addition to our workshops and presentations, you'll have the option of leaving the convention center to go on one of the site visits we've arranged. Listeners due tomorrow. Number 73. What are the listeners instructed to do? Question 74 through 76 refer to the following excerpt from a meeting. Today I want to focus our discussion on Castillo, a clothing brand we will start selling in our stores next month. Đọc lại câu đầu tiên đi. Dũng yêu quý. A meeting today I want to focus a discussion on Castillo, a clothing brand we will start selling. Cái gì em không nghe được. Ok nhá. Today I want to focus our discussion on Castillo, a clothing brand we will start selling in our stores next month. Nghĩa là gì? Tập trung thảo luận về Castillo, một cái thương hiệu thời trang, một thương hiệu quần áo mà chúng tôi sẽ start selling hay là stop selling nhỉ? Em nghe không rõ. Start selling. Bắt đầu bán. Bắt đầu bán vào tháng tới. Ok, thế đáp án của câu đầu tiên là clothing. Clothing, có từ clothing brand đúng không? Vâng. Start selling Em thì đấy em nghe từ start stop nghe nó cũng na ná nhau ấy. Nhớ là stop thì đáp án em là sai rồi đấy. Vâng. Nhưng mà Castillo thì nó vẫn là quần áo mà anh. Ừ, nhưng mà nếu stop thì nó không bán mà. Stop selling là dừng bán mà. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, vẫn là quần áo. Nó vẫn chỉ hỏi là cái sản phẩm Castillo là cái gì mà quan trọng gì đâu. Đây, xin lỗi, đánh nhầm. Rồi, tiếp tục nha. As you know, our stores attract mainly younger shoppers. Chết rồi. As you know, our store attract many younger customers. Như như là bạn đã biết thì cái thương hiệu này nó có cái khách hàng cái Sai. Our stores mà.
Outdoor. Outdoor. Ngoài cửa hàng à? Em phải sắp xếp lại câu này. As you know, our stores attract many younger Younger Super. Tức là có, nó là một cái thương hiệu trẻ, một cái thương hiệu mới. shoppers. Đúng rồi, là gì? Như các bạn đã biết thì làm sao? À, như Cửa các bạn đã biết thì là thôi. cái đây là cái thương hiệu mới. Không. Our store attract many younger shopper. Như các bạn đã biết thì cửa hàng của chúng tôi là phần lớn khách hàng của chúng tôi là những người trẻ tuổi. Là người trẻ ạ. Ừ, rồi rồi rồi. Chết. Dở Rồi. quá. Tiếp tục đáp án. Nghe tiếp này. In thinking about fashion trends we want to feature, the marketing department has found that customers aged 12 to 18 prefer styles that come in a lot of different colors. In thinking about fashion trends we want to feature, the marketing departments have found that customers aged 12 to 18 prefer styles that come in a lot of different colors. Suy nghĩ về các thinking about fashion là suy nghĩ về thinking about fashion trends we want to feature the marketing department have found the custom has aged 12 to 18 prefer style that come in a lot different color, đúng chưa? Đúng rồi. Là suy nghĩ về xu hướng thời trang à, trend fashion là xu hướng thời trang. Chúng tôi muốn giới thiệu bộ phận tiếp thị này đã phát hiện the marketing department là bộ phận tiếp thị rồi, department là bộ phận đã phát hiện ra là những cái đối tượng khách hàng từ 12 đến 18 tuổi thích các phong cách có nhiều màu sắc, a lot of different colors, Đúng rồi. prefer style that We come chose in a lot Castillo as a of new different vendor colors. for this very reason. We chose Castillo as a new vendor for these very reasons. Chúng tôi chọn Castillo như một cái nhà cung cấp mới. Cái gì nhỉ? Cái đoạn cuối không đáng biết. Chose Castillo as our new vendor for this very reason. It very reason à? For this very reason. For this very reason là vì lý do này nhé. Vì We chose Castillo's this as. very reason rồi, reason em biết từ reason đấy rồi, reason. Đúng rồi. Chúng tôi chọn Castillo vì lý do nào? Đúng rồi. Just look at the color selection in these samples. Just look at the color selection in these samples. Chỉ cần nhìn vào lựa chọn màu sắc này. Nhìn vào Nên đây. em đấy, từ cái câu này nên em chọn đáp án là D. Bởi Ok. vì support a decision. Hoặc là công nghệ mới thì không phải rồi. Carrying Castillo's line. Task này là đưa ra một nhiệm vụ mới. Đưa nhiệm vụ này. Cái gì disappointment là cái sự phản đối ấy. Support chỉ có là em nghĩ là D thôi. To support a decision. Now the finance of carrying Castillo line nghĩa là Cái gì? Chết. Anh nói lại được có phải chịu tài chính để việc carrying Castillo không? Herein will go over the anticipated costs and profit estimates. Câu này này. Herein will go over the anticipated cost and profit estimates. Herein với tên người riêng ấy. Rồi em nghe bọn Herim nó làm gì rồi. Cái gì mà anticipate cost and profit đúng không? Cost and profit là chi phí và lợi nhuận, vậy khả năng cao là phải có tài chính rồi. Câu này phải là A, phải xóa A. Đúng rồi, Present phải đúng rồi. result information. Tiếp tục. Rồi dễ không? Thế thôi mà. Chỉ Khóa thế. bên này khóa.
Ồ nhầm, 77 đâu. Who most likely is a speaker? Who most likely is speaker, tức là ai giống cái người nói nhất. Người nói city official là một cái city là sĩ quan thành phố, official nó phải sĩ quan này. Hoặc là người làm trong người làm văn phòng, cái người làm văn phòng trong thành phố. Investment banker là Là ok, một em muốn biết từ mới đúng không? không mất Investment từ banker. này. Banker Khoan là đã, gì? Là nhân viên nghèo. ngân hàng thôi, Chưa, một sai. Nhân viên ngân hàng có đủ mọi ngân hàng loại. đầu tư. Nhân viên ngân hàng Investment là đầu đầu tư là như thế tư, nào? ngân hàng đầu tư là nó lấy tiền nó đi đầu tư thôi, nó huy động vốn nó đi đầu tư, Ừ, đúng rồi, nó quyết định ví gọi là dụ ngân hàng đầu nào đến tư. vay tiền này là nó quyết định xem có đáng để cho vay hay không ấy. Có tin tưởng để cho vay được hay không ấy. Ok chưa? City official là một 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 công chức trong thành phố, công chức official hoặc làm nhân viên văn phòng trong thành phố thì chỉ Đâu là công chức, có gì nữa, làm cho thành phố thì chỉ có công chức thôi. nhưng đã nghe rồi mà em biết đáp án được Không, nhưng mà a city official thì nó chả là công chức à, đúng không? nhân viên công chức chưa chắc Nghe hợp lý không anh? là ví dụ nhân viên công chứng ở nhân viên ở văn phòng gì ạ anh không biết những từ ngữ Việt Nam lắm văn phòng cộng ấy văn phòng công chứng Việt Nam đi thì cũng là một Nhưng mà city đấy official đấy. nó là doanh nghiệp tư nhân mà anh. Văn phòng công chứng thì Văn phòng nó công là lúc nào là hình chứng thì hội đấy, nếu như nó là dịch và anh ơi, văn phòng công chứng chính phủ anh biết là gọi gì không? và là gì hành Là chính phường đấy, nó là phường đấy anh ạ. công phường à? Ok anh Anh không ra chuyên anh không anh đi đóng mấy cái hồ sơ anh chạy trả ra phường là gì nữa, ờ bọn đấy là bọn chứng cho anh đấy. thế không phải thì không phải Nó là là còn văn phòng công bọn chứng đấy là của công chứng viên lập ra mà, nó như một doanh nghiệp thôi. thế bọn đấy không phải là công ty à hành Bọn chính nào công à, cái bọn bọn phường nên nó cũng tính như thế bọn thế tất ạ? cả Phường nó là cơ quan hành chính công mà anh. Phường nó cũng cơ quan hành chính công mà. à rồi thế đấy thế thì tất cả những cái gì mà mình làm ở văn phòng công chứng thì đều có thể ra phường làm được đúng không Vâng, nó em không rõ lắm, nhưng mà nếu như mà nó như kiểu anh đi xác nhận, xác nhận để đi làm đây, nó gọi là cái gì nhỉ, đấy là anh ra phường thì nó cũng y như là đấy mà. Em ừ. toàn ra phường, em còn lấy dấu ở phường mà, À không nhưng biết mà là người ta lên hành chính công là người ta nó nó tất nhanh cả nghiệp vụ hơn có giống nhau không. Em không biết là tất cả nghiệp vụ có giống nhau, hình như là có, bởi vì đất đai thì phường cũng quản lý mà, nên nó cũng đóng dấu được, thế hai cái văn nó phòng nghiệp công chứng vụ. thế nếu thực sự chúng ta không cần văn phòng công chứng đúng không chúng ta ra phường là giải quyết được hết đúng không Thì ở phường cái quan trọng là ở văn phòng, ở hai nơi đấy nó đều được, tức là nếu như ở phường nó không làm thì mình ra văn phòng công chứng thôi. Văn phòng công chứng nó nhiều nhiệm vụ hơn, nó có gì cơ nó có nhiều nhiều nhiệm vụ linh tinh hơn đấy. Em không học em không biết, nhưng mà em thấy có một đợt em vào xong cái văn phòng công chứng em đi đóng dấu mà em thấy nó có nhiều nhiệm vụ lắm. Chắc là phường nó cũng sẽ thiếu một số cái, nó không được đầy đủ như văn phòng công chứng, bởi vì văn phòng công chứng nó còn bên mua bán nữa, nó buộc mua bất động sản nữa ấy, thì phải. Còn bên phường như nó không đọc dấu cái đấy nữa. Nhưng còn hầu hết thì em thấy ví dụ như di chúc như trước ấy, cần cần xác nhận đóng dấu thì phường đóng dấu này, công chứng đóng dấu, phường đóng dấu được. Ok, được. Đấy, vậy tiếp tục nhá. Công chức đây là city Nghe official, nghe ghê nó oách nhỉ. nhỉ Mệt đúng rồi. không? Sao Anh lại có làm này là oách lắm đấy. Ừ, nhân viên công chức của thành phố. Dịch chuẩn ra thế đấy, nhân viên công chức của thành phố. công chức, tôi công chức sao? Nó mang tính chất về chính phủ hơn. Vâng, thì nó đây là công việc công, việc công. A food scientist là nhà khoa học thực phẩm à? Scientist là khoa học, food là thực Khoa phẩm. học thực phẩm, khoa học về dinh Food dưỡng. Em hiểu là khoa học dinh dưỡng đi, nhà khoa học dinh dưỡng. Còn scientist. Trước cái bà trước là healthy cái gì nhỉ? Em quên rồi. healthy Cái gì? bà ở trước nó có cái từ nó gọi là cái gì chuyên gia dinh dưỡng này. Thực tí tìm tìm xong, nhưng mà cái cùng là quản lý nhà hàng đúng không? Restaurant managers, quản lý nhà Lý nhà hàng đúng không? hàng. Từ này em quá biết rõ luôn, 1 năm rưỡi làm KFC Là quản lý nhà hàng à? không, làm culi nhưng mà dưới trướng quản lý nhà hàng mà.
Thế cũng mắc cái đúng không? Mắc mà làm đấy chuyên nghiệp lắm, nó không như làm ăn mấy cái chỗ vớ vẩn nữa. Công nhận. Thế ta cũng phải làm nó ấy đúng không? Chứ không. Em lần đầu tiên em vào em cảm thấy kiểu giá trị của khách hàng ấy nó được nâng cao như ở trong những cái chỗ như thế. Mẹ kiểu ăn ở mấy quán bình dân ấy, khách hàng nó coi như cứt đi. Mẹ ăn được ăn hoan cút ấy, nhưng mà mẹ trong KFC nó cái nguyên tắc tự khách hàng nó cao lắm. À, đối xử khách hàng nó tôn trọng hơn đúng không? Thì thế thì người ta mới bỏ tiền vào chứ KFC là hơn đắt hơn Đây ở thì bên nó mới ngoài. đắt, nó đắt như thế người ta mới ăn đấy. Ừ, mà người ta đắt thì người ta mua là phí dịch vụ chứ em. Chứ thực sự ai cũng biết thừa là giá cả nó làm gì đến mức đấy đâu. Người ta mua là nó xác định bỏ tiền vì vào cái phí dịch vụ mà em. Không biết. Chứ báu gì ở đấy đâu. Nếu không người ta đã không vào rồi. Rồi. Tám này là according to the speaker what will happen next week, theo diễn giả à, người According nói to thì the speaker, what will happen next week? Đúng rồi, theo gì? cái gì xảy ra vào tuần tuần tới đấy. Một, some new equipment will be installed, là một số cái thiết bị sẽ được install Tôn này là cài cài đặt đấy. đặt. Từ này em quen rồi, em chỉ không tạm thời chưa nhớ ra thôi. A corporate office will relocate là địa điểm, relocate là di rời à? Cái Relocate là di rời không? corporate will relocate đúng rồi, di rời. Một gọi là một cái văn phòng sẽ bị di rời. Corporate là gì? Corporate là tập đoàn. Một văn phòng tập đoàn đấy. Văn phòng tập đoàn sẽ bị di rời. Đấy. A new major item Menu items. will be available, tức là cái gọi là cái món ăn mới ở trong cái thực đơn sẽ được phục vụ, sẽ có sẵn đấy. Available là khả dụng đấy, khả Đúng dụng hay rồi. có sẵn đấy. Đúng rồi. Sẽ thay thế. Seasonal Có thêm employee will begin work là seasonal employee, à nhân viên thời vụ, will đúng rồi đấy, begin work, giỏi. sẽ bắt đầu công việc, sẽ bắt đầu Nhân làm việc. ừ, nhân viên thời vụ nghĩa là gì? Nhân viên thời vụ tức là nó không làm trong trong, nó chỉ làm theo cái mùa đấy. Seasonal tức là ví dụ như Rồi, giải thích đơn giỏi. giản là nông dân ấy, nông dân họ làm trong vòng họ họ thì họ làm mấy tháng Làm lại đi đúng không? xong rồi có sẽ đơn giản, ví dụ cây nó cần phải lớn đúng không, họ sẽ không làm gì trong thời gian đấy, họ đi làm cái khác đấy, chắc là nhân viên phục vụ đây này. Nhưng mà Tốt. em nghĩ nó chỉ cái nhân viên nó làm chỉ trong một thời gian thôi, sau thời gian đấy nó không làm nữa. Thì đúng đáp án là thế mà. Tiếp tục nha. Em không nghĩ là phương Tây nó có cái từ này, seasonal employee. Có chứ, từ này là người Tự nước nhiên ngoài. nó lại dịch cái đúng kiểu nghĩa Việt Nam chứ. Season season thì chẳng là mùa, Đúng rồi, seasonal employee, nhân viên thời vụ. nhân viên thời vụ, nó nhiều từ Việt Nam mà lấy của nước ngoài ấy, từ từ gốc từ nước ngoài mà Dũng. Em không nghĩ là từ này nó có nghĩa đâu đấy, ở Tây nó có nghĩa đâu. Nhiều cái của Việt Nam đấy, ví dụ như xà phòng ấy, soap này, nó lấy tôm tên từ Pháp ra ấy. Nhiều từ ấy mà. Câu Rồi. 79 này. What does speaker warn listener about? Tức là người nói thì warning đúng không? Warn này trong warning cảnh báo à? Ừ. Báo người nghe cái gì? Đây là kiểu gì? Hy vọng là warning. Preparing Rồi tiếp theo. off order carefully. Order là đơn hàng này, cẩn thận. Chuẩn bị cái đơn hàng cẩn thận. Prepare là hình như prepare. Prepare phải chuẩn bị mình. Order carefully là đơn hàng cẩn thận rồi. Thì prepare chắc là chuẩn bị rồi. Đừng có đoán trước đáp án làm gì cả. Nghe vào ấy thôi, đi thi không có nhiều thời gian đấy đâu. À không thì em đang dịch đáp án mà. Preparing orders carefully, chuẩn bị đơn hàng cẩn thận. Wearing là mặc proper trang phục, mặc cái trang phục gì đấy em không biết, em chị kia em chịu. Recording Nào, our wearing activity proper attire ngang với glow nhé. Mặc trang phục nó hợp. phù hợp này. Ví dụ đi với bạn gái thì mặc trang phục nó bảnh bao một tí. Đi vào làm văn phòng thì làm việc
như hai cái quần áo như nhau nhỉ. Ừ, anh Không đi với người yêu thì khác, đi với phòng khác thì hâm mất. đi với người yêu á. Ừ. À, chú làm văn phòng công chức nó khác, nhưng mà thực sự văn phòng mà nó ấy thì đúng rồi, mình có vị trí đó. Ừ thì đây ví dụ đi với người yêu thì mặc quần áo khác, mà đi vào văn phòng nó khác. Wear Kiểu gì? proper attire là mặc trang phục nó hợp lý, hợp tình, hợp lý, phù Uptime. rồi. Ok Recording chưa? hour accurately, tức là giờ chính xác đúng không? Đúng rồi, ví Đúng dụ giờ. em Đúng giờ, đúng giờ, đúng giờ. cậu đi làm 7 giờ, 8 giờ thì cậu đừng có nhờ bạn cậu check hà vào lúc 7 giờ đấy, đừng nó chân thành, nó cho nó chân thực, làm gì làm đúng, hiểu không? Đấy thế thôi, xong chưa? Còn cái talking inventory daily là gì nhỉ? Talking nói về cái inventory. Cái gì có talking gì? Thấy taking inventory daily này, kiểm kê à? Kiểm kê hàng hóa hàng ngày. Inventory daily, đúng rồi, kiểm kê hàng hóa. Hàng ngày. Daily, daily hàng ngày đúng không? Đúng rồi, hàng ngày. Thế bắt đầu vào nghe nhá. Đó. Nghe đi. Number 74. What product does Castillo manufacture? Apples have it here for everyone to try. Question 77 through 79 refer to the following announcement. Before we open the cafe today, I want to tell you about some seasonal menu changes. I just got word from corporate headquarters that new coffee beverages will be on the menu starting next week. One of the new drinks is called Winter Delight. I've got some samples of it here for everyone to try. Now, a number of different syrup flavors, such as vanilla or hazelnut, can be added to this drink. So please be extra careful when you're preparing customers' orders. We want to make sure they get exactly what they want. Number 77. Who most likely is the speaker? Now, who most likely is the speaker? Ông này, ông nói như kiểu này thì... Ông này Ông ấy nói những cái gì? đang nói về ông này giống với lại em thấy là restaurant managers là giống nhất, vì ông ấy đang Vì ông làm sao? Giải thích. bởi vì là ông ấy, em nghe được một cái là one of the new drink is called Winter Delight cái gì đấy, ông ấy đang giới thiệu về một đồ uống Rồi. đúng, một loại đồ uống thì chỉ có quản lý thì nó mới người ta mới giải thiệu cái này thôi, chứ food scientist thì chắc là không, hai ba cái đầu thì sau phải chắc chắn là phải. Chỉ có em chỉ đang thắc mắc là food scientist hay là restaurant manager, nhưng mà qua cái câu đấy thì ông đang giới thiệu một một cái sản phẩm đồ uống mới thì chắc là ông là quản lý thôi, không thể là kia được. Ok rồi, tiếp tục nhá. Đáp à, câu tiếp theo. According to the speakers, what will Sẽ happen có next đấy, cậu sẽ có thực đơn mới. week? New menu item will be available. Em nghe được trong phần phần này ở phần notification của em là Là gì? gì? Will be on the menu starting next week, one of the new drink is called Winter Delight đấy. Tức là trong tuần tới thì sẽ có một loại đồ uống mới có tên là Delight. Đúng không? Đấy thì sẽ có cái món đồ uống mới nó sẽ xuất hiện rồi, thì em chọn C. Hợp lý mà. Và cái người quản lý này đang cảnh cáo. Tiếp rồi. Thì ông này đang cạnh, ông này có một cái câu là you are pre we want to make sure they get exactly what they want đúng không? Câu cuối cùng luôn, we want to make sure they get exactly what they want, tức là chúng tôi muốn chắc chắn rằng họ sẽ nhận được những cái thứ mà họ muốn. Vì vậy ở đây là đang đang muốn nói với người kia là preparing order carefully.
À, tức là chuẩn bị đơn order cẩn thận vào, đừng để lạc đơn của khách. Ok rồi. Tiếp tục nhé. Nghe lại này. Từng đoạn này. Some presentations, you'll have the option of leaving the convention center. À mà cái này là em làm đúng hết rồi, thôi không cần đấy đâu. Tiếp. Đúng hết rồi. Color selection in these Thì ta samples. đến Now, the finances of carrying. bỏ luôn câu này đúng hết, tốt. bài này cũng dễ nghe mà. Câu bài này dễ nghe Để nghe. bởi vì là những cái thông tin đấy em có, tất nhiên là nó nhiều như nhiều bài không nghe hết đâu, nhưng mà mình vẫn nghe được những cái thông tin quan trọng nhất để mình ra đáp án được. Chẳng hạn Tốt. này, nó ông ấy bảo view về đấy xong rồi what I want đấy, thì mình tự suy ra được đáp án luôn, toàn những cái nó đủ để mình ra đáp án. Look Đầu nhá. 80 đi, 80. Why is the sticker why is, tại sao cái người người nói lại gọi à, điện đúng không? Why the speaker calling là tại sao cái người nói này lại gọi điện. tại sao mình gọi Register for training session là đăng ký một cái gì đào tạo đây, training là đào tạo rồi, session là buổi đào tạo. to register a training session, nghĩa là đăng ký một buổi đào tạo đúng không? Ví dụ nhá, em làm luật sư đúng không? Thì cũng phải có, giả sử cũng có những buổi mà yêu cầu em đến làm xem công việc của em là gì ấy. À đấy, em hiểu rồi. Kiểu như là có những buổi mà không phải đi làm mà đi huấn luyện luôn. Chuẩn dần tham gia những buổi huấn luyện nhá. Tiếp tục nhá. Request help with a project là yêu cầu sự trợ giúp về dự án. Project. Cầu sự đúng rồi. Request help trợ giúp về dự án. To book a meeting room là thuê phòng. Đặt phòng nhé, đặt phòng. Book book cái gì đấy? Cái Book này quen. a meeting. Book nghe đặt phòng, book là quyển sách Một là đặt phòng phòng. họp. Book an app lên là đặt vé máy bay này. Book kiểu như đi ăn khách sạn ở những quán sang chảnh thì hình như bây giờ Việt Nam cũng có rồi ấy. Đi ăn những quán sang chảnh thì em phải đặt từ trước nó mới có. Chứ bây giờ không có kiểu mà đến ăn là được, đúng chưa? Mình phải đặt từ trước, người ta thích, người ta ấy, người ta mới cho mình ăn. Nhớ chưa? Đấy. Thì đặt hàng trước. Xong rồi có câu hỏi gì nữa không? Không, à, em tưởng mình vẫn phải dịch từ đầu đến cuối. Không, Dịch câu đáp nào án. không hiểu thì em ấy thấy. À vâng, vậy thì thôi đâu. Vậy 82. Thì what does the speaker ask the listener to do? Nghĩa là gì? Yêu cầu, nghĩa là câu hỏi này yêu cầu cái gì? người cái thứ mà người nói yêu cầu người nghe làm gì? Người Rồi. nói yêu cầu người nghe làm gì? Đúng không? Rồi. What? Tiếp tục nhé, vậy bật vào vài như luôn nhé. Vâng. In the cafe today, I want to tell you about some seasonal menu changes. Sao anh mất đấy quá? Question 77 through 79 refer to the following announcement. Before we open the cafe today, I want to tell you about some seasonal menu changes. I just got word from corporate. He is the speaker. Number 78. According to the speaker, what will happen next week?
Number 79. What does the speaker warn listeners about? Questions 80 through 82 refer to the following telephone message. Hi, Roberto. It's Amanda. The company president wants J1 Electronics to have a booth at the trade fair in New York in June, and he wants us to make the arrangements and come up with a display. I know I said we really need to focus on updating the client database this week, but this trip just came up. It wasn't my idea. Anyway, I'll get the rest of the sales team together today so we can brainstorm some ideas for the display. But in the meantime, could you contact the fair organizers about getting a booth? Thanks, and let me know if you have any questions. Number 80. Why is the speaker calling? Now, why is the speaker calling? Anh nghe cho chú đọc mấy lên đấy. Why is the speaker calling? Đây là... em từ để em nhận để em nghe vũ lại nào. Is Amanda, the company president, want G1 Electronics to have a booth at the cái gì đó in New York in June? Cô muốn gì một có một gian hàng tại hội chợ thương mại ở New York vào tháng 6. Và ông chắc là B, to request help with a project. Chính xác. Number 81. What does the speaker imply when she say it wasn't my idea? Tại sao mà cái người nói rằng đó không phải kế hoạch của cô ấy? Đó không phải là ý tưởng của tao. Xin no, a change is inconvenient. Từ chút. Câu này phải tư duy một tí đấy. Change is một sự thay đổi là ở đâu là ở đầu là một sự thay đổi bất tiện này. Một người đồng nghiệp deserve credit là tăng lương đúng không? Deserve. She would like the listener opinion. Cái ý kiến của người nghe, cô muốn lắng nghe ý kiến của người nghe. She going to explain a new giải thích một điều mới đúng không? Explain a new produce. Ở đây em thấy cái câu ấy rồi, em nghe câu ấy rồi. Đó, em chọn em chọn phương án A. Bởi vì là tại sao? Bởi vì là ở trong bài thì nó có nói là but this chip just came up, it wasn't my idea ấy. Tức là cái kế hoạch cái chuyến đi này nó không phải cách của tao. Ở đây thì là I said we really need to focus on updating the client database this week. Tức là thực sự cần tập trung vào việc cập nhật khách hàng và cơ sở dữ liệu khách hàng trong tuần này. Và một chuyến đi này thì mới xuất hiện đúng không? Nó không nằm trong kế hoạch của tao. Thì em nghĩ là nó sẽ cái sự thay đổi này nó đang gây ra rắc rối cho. Em chọn A. Vì ở dưới này nó là lắng nghe ý kiến người nghe này, giải thích một cái gì đó mới này. New ý kiến mới à? Còn colis deserve credit B chắc không đúng rồi, bởi vì là đang nói về việc một cái đồng nghiệp đúng không? Colis này là đồng nghiệp rồi. Đấy, như lần trước em nhớ được rồi. Đây là đồng nghiệp. Deserve credit là deserve là tăng lương. Credit. Rồi, đúng rồi. Tiếp tục. Number 82. What does the speaker ask the listener to do? Chắc là reserve a booth, đặt gian hàng. Bởi vì là logic thôi, bởi vì là ở đây là đợi chút nhá.
Em mời em nói thích kinh. Nhưng em nghĩ receive a boot, đặt gian hàng đấy. Bởi vì ông này đang cần gian hàng mà. Ông này đang Trong cần. phần em nghe được thì nó không có cái từ, không có cái gì đấy nó thể hiện rõ ràng cả. Đúng rồi. Dạ. Research the booth, nghĩa đặt gian hàng, đặt trước một gian hàng. Bởi vì ông chủ tịch công ty ông muốn có một gian hàng để hỗ trợ thì em nghĩ là ông đang cần đặt gian hàng đúng. Rồi, chính xác. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Ok, tiếp tục nhé. Vâng. Tháng 3, tháng 5 rồi. What will the company do beginning on June 1st? What win cái công ty sẽ bắt đầu làm gì vào ngày 1 tháng 6? According to the speaker, what must customers do in order to ship a vehicle? To ship a vehicle là phương tiện à? Theo cái người nói thì what must khách hàng phải làm gì để order to ship, tức là để đặt cái à để order to ship a vehicle, tức là để gửi cái phương tiện à? Khách hàng cần làm gì để gửi phương tiện? Rồi. According to the speaker, what must customer, tức là khách hàng phải làm gì để đi gửi, để gửi phương tiện của mình, để gửi phương tiện. Tiếp tục nha. What does the speaker indicate about the code? Người nói chỉ ra điều gì về, nói về điều gì về cái cuộc gọi, cuộc gọi. Đúng nhỉ? Indicate about the call. What does speakers, cái người nói thì indicate about the call, chỉ ra điều gì đúng không? Chỉ ra điều gì về cuộc gọi. Tiếp này. Ok, rồi. Giờ nghe nhé. Vâng. Nghe đi ạ. Đang bật từ từ ra như thế. Number 81. What does the speaker imply when she says, It wasn't my idea. Number 82. What does the speaker ask the listener to do? Go on to the next page. Questions 83 through 85 refer to the following recorded message. You have reached customer service at Ocean Shipping, a leader in international shipping services. We're happy to announce that starting June 1st, we'll begin offering shipping services to Brazil. Note that if you are planning to ship a vehicle to any location overseas, you must provide proof of ownership. Your call may be recorded, and the recording could be used for quality control or training purposes. Thank you for calling Ocean Shipping. Number 83. What will the company do beginning on June 1st? Nào. Number 84. According to the speaker, what must customers do in order to ship a vehicle? Câu 1 đi, 83 này. What will the company do beginning on June 1st? Trong phần đấy của em thì em nghe được cái có một câu là we are happy to announce that starting June once we begin to offering shipping service to Brazil. Được. Mình cung cấp dịch vận chuyển to Brazil.
Thì ở đây đáp án sẽ là Là accept the revision online. Ở chỗ số tiếng B, new location, provide receive service to a new location. Câu B, à câu 87. provide service to a new location. Đó, chính xác. According to the speaker, what must customer do in order to ship a vehicle? Ở đây em không nghe rõ lắm nhưng mà em đoán là show proof of ownership, Tại sao? bởi vì là em nghe được cái cụm này. Em cũng không nhớ, em không biết, em quên chưa đánh nó ra mấy, nó nghĩa là gì. Owner là của ownership, tức là Owner là quyền người sở chủ sở hữu. Show proof of ownership tức là đưa ra cái quyền sở hữu, bởi vì em chỉ nghe được cái cụm từ proof of ownership nó có xuất hiện thôi, còn mấy cái dưới thì không. Em chọn đa, em cũng chưa biết là nếu như mà đưa ra cái bằng chứng về quyền sở hữu đấy, sở hữu xe, giấy chứng nhận quyền sở hữu xe chẳng hạn. Ồ, hợp lý. rồi tiếp tục nha. 85, what does the speaker indicate about the Tức là cái phản ánh gì với cuộc điện thoại này? Theo có thể bị ghi âm. Đây thì em có thấy là nó có bảng nó có thể bị ghi âm đấy. À, có thể là được sử dụng tương lai à? It may be recorded for future use, cho tương lai sử dụng. Vậy thì D rồi. Ghi âm thì chỉ để dùng cho tương lai thôi. Có vấn đề gì thì lại mở cuộc ghi âm ra. D. may be record for future use. Chính xác, rất tốt. Đấy. Bởi vì là em có nghe từ record, record là ghi âm rồi. Không chạy đâu được. Nên Ghi chỉ có âm chỉ để thế dùng đúng tương lai, không? nhưng bọn em ghi âm nhiều lắm. Bọn em Có cũng gì gần phải kia. hỏi khách hàng ấy. Mẹ ngày xưa khách hàng lơ lẹo ở xứ được ấy, thề luôn. Không Thế ghi là âm lương đến chéo. khách hàng hay lừa mình á? Khách hàng lơ lẹo với lại cả thậm chí cả văn phòng cả cả nhà nước cũng lơ lẹo cơ. Ghê với Lơ cả nhà. lẹo. Họ lơ lẹo là anh hiểu làm sao, họ cung cấp sai thông tin cho luật sư ấy. Mẹ đến lúc đi làm rồi mới biết, đến lúc làm mẹ giữa chừng mới biết là nó sai thông tin, lừa lẹo. Sai Họ thông đấy tin lừa là họ sao lại sai, không cố tình đưa cung cấp sai thông tin cho luật sư á? kiểu thế. Thế thì vi phạm pháp luật mà đúng Anh không? chưa gặp cái kiểu như thế. À, ừ, công việc của anh thì chắc là không gặp cái trường hợp như thế đâu. Ừ, mà anh cũng chưa gặp bao giờ. Em nhé, để em kể cho anh những cái vụ đơn giản nhất nhé. Đấy, cho anh dễ hình dung rồi. Đây là cái vụ ly hôn thôi. Bà ấy kiểu kêu gào kêu khóc là ông kia ông ấy ngoại tình các thứ này. Đấy, ngoại tình các thứ rồi không chăm lo con các cái. Thế có Thì đúng lúc không? luật sư đi xuống ấy thì phát hiện là bà ấy bán ngoại tình. Vậy. Chuyện thật kinh đấy. Nhưng mà làm sao phát hiện được bà ngoại tình? Thì ông chồng ông ấy cho xem video Full HD thôi. Nhưng mà muốn xem sợ mù mắt em không xem. Ông chồng Được cũng làm được được bằng bằng chứng thành cái à? câu là mẹ cái con mụ ấy nó thế mới chửi là con mụ nó gần 50 rồi, mẹ nó hết đát rồi, mẹ 45 ông mẹ cứ súng đầu xem nó được xem cái gì. Làm cái nghề của chú ấy thật đấy. Nhưng mà kiểu lúc đầu ấy thì mình tin được khách hàng không, mà khóc lóc rồi em ơi em mà chị khổ lắm ấy, em có hai đứa các thứ Chị em. khổ lắm, chị khổ Đến lúc kiểu đi làm ấy, đến nơi người người thì ta chú có đưa tin không? Ngày xưa chú ngố ở lớp là nào cho nói qua chuyện ấy? với cái bên nói chuyện bên kia ấy, bởi vì làm sao, bởi vì ngoại tình ấy nó là một cái căn cứ rất là xấu. Nếu như mà anh muốn nhận tài sản là một, anh muốn nhận con là hai, mà anh là người ngoại tình ấy, tòa tỷ lệ cao nó cũng không cho đâu, bởi vì anh là người vi phạm nghĩa vụ gia đình đấy. Thì tài sản là anh sẽ không được đúng không? Không phải là không được mà là thường anh sẽ bị mất mất nhiều hơn là được ấy. Mất Chẳng nghĩa hạn như là là không được 50 như thế 50 là này mình sẽ nhá, mất đi như tài nhiều. sản một cái nhà nhá, anh hiểu không, một cái nhà chẳng hạn, một cái nhà ấy thì không thể cắt đôi cái nhà được, thì sẽ là một bên nhận nhà mới nhận đất đúng không, bình thường là như vậy Đúng rồi. đấy. Anh muốn nhận nhà ấy, nếu anh muốn nhận nhà ấy
thì mà bên kia cũng muốn nhận nhà, mà trong trường hợp anh người ngoại tình ấy thì tỷ lệ cao bên kia sẽ nhận được ấy. Thì đáng lẽ phải là 50-50, nhưng mà bên kia là nó ngoại tình thì bên kia nó sẽ ấy, đúng không? Ý là bên kia nó sẽ được ưu tiên hơn ấy, nó ưu tiên nó muốn nhận cái gì nó sẽ nhận được nhận trước, nó muốn nuôi con thì nó được nhận con cũng cao hơn, nó được nuôi con cũng cao hơn. Nhưng mà ly hôn người ta có tranh nhau con nhiều không, hay là người ta cũng tranh Ui, tranh nhau con mới gọi là đáng sợ anh ạ. Tài sản ấy có thể người ta không cần, con cái ấy lắm. người ta quý con như thế cơ? Đánh nhau gọi là đánh nhau sức đầu mẻ trán con mà. Con với tài sản có thể người ta có cái bà đi đâu nhỉ, bà đi Đài Loan này bà kiếm tiền ấy, và bảo mẹ tài sản tao cho nó cái nhà luôn, mày chỉ cần chúng mày chỉ cần lấy cho tao 3 đứa con về, nhưng mà chịu chết vụ đấy không nhận, Tại sao? Tại sao không lấy được? vì bà ấy đang định cư nước ngoài, mẹ bà ấy không phải định cư đâu, kiểu mà bà ấy định cư vĩnh viễn anh hiểu không, mà là dạng lao động, mà lao động thì bây giờ nếu như mà giao con cho bà ấy đưa nó sang đấy mấy năm lại đưa về đúng không, thì nó ảnh hưởng tới học nó Thế là không lấy được đúng không? khó lắm, trời ơi khó lắm, một đứa đã khó rồi đây đòi 3 đứa thì mẹ sang công ty khác mà tìm, điên thì sao nhận được đấy. Ấy phải nhỏ Như nhiều. thế người ta lươn lẹo lắm, nên là em ý em là việc record đấy, nó phải record lại những cái trường hợp như thế, đến lúc mẹ kiểu mình tự tin ra tòa này. Không được thì về nó ảnh hưởng mình ngay ngay được, nhưng mà đấy, nhưng mà chị bảo là chị không ngoại tình, chị hết lòng gia đình đấy, giờ người ta sâu con mẹ bằng chứng bà đang dắt dai về nhà, rất là phòng ngủ, dắt dai phòng ngủ có Ông trả lý à, thì rất. thảo nào bây giờ ai cái máy ghi âm, máy camera là nó bán chạy đấy, nó bán chạy gấp 10 lần ngày xưa luôn. Có trên số liệu mà, camera với máy ghi âm ấy, mua về bán chạy gấp 10 lần ngày xưa luôn. Đó là chưa kể là những cái thứ mà máy ghi âm camera kiểu như kín ấy, kiểu camera mà giả giữa cái dạng cái đồng hồ các thứ ấy. Đây. Thảo nào bây giờ cuộc sống bây giờ nó sân si quá nhở. Vừa trên Ôi nói sân chuyện si với với chú hoàn xong anh toàn chẳng muốn đi cưới vợ luôn đấy, nó mệt mỏi lắm. Cưới rồi. nhau thì bây giờ sống một mình ra đau đầu, rồi cưới nhau có thêm một Đây, người. em mới nói với anh lý do vì sao cái chị ấy cũ của em ấy, chị không lấy chồng ấy, mẹ một ngày bà tiếp cả 100 vụ như thế anh chị còn đứng thúi chồng không, Mệt, mệt thực sự là. một ngày bà tiếp 100, ít nhất là 100 vụ Thế đấy, ít nhất mà là 100 chỉ bà, ly thôi, nếu thế như chắc bà phải kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Đúng không? không không bình thường anh ạ, bởi vì gọi anh người ta thì người ta có làm đâu, người ta đây là tư vấn miễn phí mà, một người Trăm. ta tức là trong 100 cái cuộc gọi đấy chỉ khoảng 10, cao là 10 đến 20 cuộc là người ta sẽ làm, Mấy người đấy người ta có cả từng 100 cuộc nhưng người ta không tiến hành ly hôn rồi, hoặc là người ta ly hôn người ta ra tòa luôn. ngày xưa anh đọc Đây, bởi vì người ta cũng sợ động luật sư, nó mất nhiều tiền, cũng mất nhiều tiền. anh thì anh chưa có nhiều cái trải nghiệm đấy như chú, nhưng mà ngày xưa anh đọc những quyển cái thời ở nhà ấy, mẹ anh hay vứt tạp chí phụ nữ ra anh đọc ấy, anh đọc thì anh thấy kiểu như là có những kiểu như chúc thuốc cho chồng, kiểu như chồng bị liệt sinh lý, chồng chết một cách từ từ, mà kiểu như cho lát chi vào đồ ăn của chồng ấy thì hàng ngày mình sẽ chết đi ấy, chết cái từ từ luôn, có nhiều kiểu đầu độc lắm. Anh biết cái đấy, nhưng mà những cái kiểu như còn những cái kiểu như đấy thì anh chưa ấy, chưa gặp trực tiếp Ôi bao giời ơi, chưa gặp trực tiếp bao giờ. Đây anh có tin là mẹ tòa nó gọi súng chuẩn bị ly hôn rồi không, còn quay xe đéo ly hôn nữa. giờ. Sao ấy? Ý là yêu nhau. Biết kiểu gì, nhưng mà đợt đấy tức là nộp tiền đầy đủ rồi, tòa tòa đưa quyết định ly hôn rồi đấy, chúng mình chỉ cần gọi hai đơn sự lên ký phích phát đã xong là ly hôn, đến cuối cùng đéo ly hôn nữa, chị ơi em không ly hôn nữa, kệ tiền tiền đấy thì thôi vứt đấy, kiểu luật sư ở đấy mừng lắm ấy, ở đấy buồn cười kiểu là hai đứa chuẩn bị phải phải đi đi ngược dòng ấy, em với bà đấy phải đi, em với bà phó giám đốc là đang đang từ Thái Nguyên về định tối định chạy xuống kia, đang bảo mẹ chị quả này thì muộn rồi, mà giờ lấy tòa đóng cửa ấy. Thì bên kia là em không ly hôn nữa. Tiền cho các chú chứ. Em cầm tiền từ đầu mà, Ừ, chứ không thì phục vụ khách nhưng hàng. đây chuyện chuyện gọi là những chuyện mà tưởng chừng nhưng mà nó sẽ không bao giờ xảy ra, nó vẫn sẽ xảy ra. Thế tại sao lại ly hôn ấy? Mà tại sao lại về với nhau? Em không biết,
Tức là ly hôn thì bọn em nhiều vụ em hỏi kỹ lý do rồi, chỉ là trong bởi vì vụ đó là ly hôn thuận tình mà hai bên đều muốn ly hôn đấy, thì cứ mình những cái vụ nào mà đã ly hôn thuận tình thì em thường mà em để lý do là ly hôn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đúng không, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì mà hai bên cùng muốn ly hôn thì tòa đương nhiên nó giải quyết thôi, Chú mình đừng hỏi làm, nhiều mình thấy là chuyện mình đâu. anh nghĩ chú không nên làm cái nghề này, nó sân si lắm, nó mệt. Anh nghe chú kể anh đã không muốn nghe tiếp. Nó vui thì vui thật, nhưng mà những lúc mệt mỏi nó tiêu cực quá, hiểu không? Nhưng Chú mà sợ kẻ khác mà em nghĩ làm nghề gì nó cũng thế thôi, như ở bọn làm ngân hàng ấy nó còn kinh hơn ấy, làm. làm ngân hàng bọn bạn em ấy, nó toàn phải hỏi tư vấn là liệu làm này có vi phạm hình sự không, bọn nó toàn làm khống hồ sơ mà, À, tí để nó lấy toàn làm về. khống hồ sơ của khách hàng ấy, tức là nhiều ông mẹ kiểu bị thứ nhất là không có tài sản thế chấp này, thứ hai là nợ xấu này, nó vẫn phù phép sau cái hồ sơ người ta đủ điều kiện để vay vốn, Thế là làm này tức vi là phạm pháp luật rồi còn gì nữa. Cái cả ớ thế là vi đúng phạm pháp pháp luật luật rồi, rồi còn gì. nó là không được rồi, nhưng mà kiểu ngân hàng người ta vẫn bắt nhắm mắt mở cho nó làm ấy, Thế là ngân hàng vi phạm pháp luật, một thằng ngân hàng vi phạm pháp luật chứ còn gì. thế em cũng không biết nữa, em cũng không biết kiểu gì nữa, nhưng mà kiểu gì vẫn thấy nó làm, mà bọn nó làm nó ăn nhiều vụ, nó ăn nhiều ấy, ăn đẫy vào luôn ấy, Ăn tiền nó chục ăn đẫy triệu. xong rồi nó hỏi, xong rồi nó bắt đầu nó đè ra, nó hỏi là bây giờ bị pháp luật đi tù bao nhiêu năm, mẹ chán đời. Thế em trả lời như nào? Em bảo là mẹ cái dạng đấy thì chỉ có hai, một là cái tội mẹ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hai là vi phạm ấy thôi, tội thì nhẹ mà đi 5 7 quyển mấy thôi, Được. cứ làm đi bạn cãi nhau. Chục triệu vào đến 5 7 quyển thì đáng. Thì làm sao mà đáng. À, Thế thế anh làm là trước anh đang làm ở cái công ty Kim Cương ấy, ông ấy làm ừ. giấy tờ giả, giấy tờ giả toàn bộ nhận Thực nhận ra thì bảo là nhận 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 Kim Cương ấy, nhận nhận Kim Cương là người Việt Nam làm được rồi, nhận Moissanite là người Việt Nam làm được rồi, nhưng mà ông ấy bảo là giấy tờ là hàng ông nhập từ Bỉ về, ông ấy nhập từ, ông làm ở Việt Nam ở Sài Gòn nhá, ông nhập sang Trung Quốc rồi ông bán lại vào Việt Nam, thế là hàng nhập khẩu, hàng nhập khẩu là ông ấy fake giá tờ, ông ấy làm giả giấy tờ lên này, là bảo là đây 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 là hàng nhập khẩu từ Bỉ này, và ông ấy bịa lên một cái nữa là gì nhỉ, mấy cái giấy tờ chứng nhận là ông ấy làm giấy tờ giả hết, thì nếu mà bị bắt thì bao nhiêu năm. thì cái đấy thì em không để ý lắm, nhưng mà vậy là tội, dạng tội này là tội ấy rồi đấy, tội tội phạm kinh tế. Để xem là thứ nhất là nó sẽ liên quan đến cả một vấn đề là vấn đề thuế, có trốn thuế không ấy. Chắc chắn trốn thuế, bởi vì nhẫn là nhẫn giả, nhẫn là nhẫn ông ấy tự làm mà. Đấy. Ông cứ tự ghép cái viên này 5 triệu, viên này 7 triệu, trong Đấy khi là là ông tự làm. vấn đề là thuế, tự nữa hai là hàng giả xem có dấu hiệu, nói chung là cái này cũng khó lắm, nói chung là phải lấy được giấy tờ về xem nó có, nhưng mà để định tội rồi, bởi vì tội này nó là dạng tội phạm ông ấy gọi là, nó gọi là dạng tội phạm đặc biệt ấy, tội phạm mà ông ấy có năng có, tức gọi là cái gì nhỉ, quên mẹ rồi, nó gọi là, nhưng mà em thấy là có dính một là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ừ, với lại vốn điều lệ ở công ty nó cũng chả có mấy, thì ông ấy lấy cứ khai một vống lên là Anh ấy ở vốn điều lệ thì khai bao nhiêu cũng được mà. ông bịa lên 500 tỷ đấy, mấy cái kiểu như Cái vốn điều lệ nó không quan trọng đâu, cái quan trọng nó là ấy cơ, cái quan trọng nó là vốn pháp định thôi, chứ còn vốn điều lệ cái ông hô bao nhiêu được. ừ, thì nói chung là ông ấy làm giả ở công ty ấy, làm giả gần như gần hết, thì ông ấy cũng bảo với anh là cái này anh không lo, anh cũng làm mấy chục công ty rồi, cùng lắm bị ấy À, ra đúng thì rồi, công thì ty phải đóng cái cửa công thôi. ty nó cái đấy không quan trọng đâu anh ạ, nhưng mà tất nhiên đến lúc nó bị vỡ lở ra thì mới chết thôi, mà chết thì chết ông ấy cũng chết, có chết mình đâu mà lo, cứ làm một việc của mình Không, biết thế là làm những nhưng công mà ty danh đấy. dự của mình, chú tưởng tượng chú đi học, anh là giáo viên của chú nhá, mà bây giờ anh bị mang tiếng là đi bán kim cương giả cho người ta thì làm sao, kim cương có 1 triệu anh đi anh cứ bán theo giá mát cũng là 10 triệu. Ra anh có nghe em biết con này không, nếu như anh không biết đây là kim cương giả thì việc đấy cũng không quan trọng, Anh biết, anh chỉ là đúng không. thế mới anh lúc đấy anh biết cơ Thế em mà. mới bảo là thế em mới thế mà em mới hay nói với mọi người ấy, tốt nhất ấy, thì đừng đừng biết nhiều quá. Nhưng mà lúc đấy là cái công ty mới ấy, mà em hiểu là rượu vào lời ra ấy, chú mấy hôm Em anh biết đi rồi, anh dạy học cho chú mặt anh cũng đỏ lại phải tiếp rượu ông ấy, thì ông ấy ngồi ông ấy sướng vậy, ông ấy nói ra không thể nó không biết được, tiệc tiệc nhưng khai mà xuân này, tiệc cuối năm này, rồi tiệc mà ông ấy bán được hàng này, nói chung nhiều bữa ngồi với ông ấy tự kể ra ấy.
Thì cũng như em này, em đang kể cho anh nghe nhiều vụ này. Chỉ là của em thì nó chưa chưa đến mức như ông ấy, kiểu có tiền trong tay thôi. Nhưng mà em nghĩ là công ty nào nó cũng sẽ mặt tối thôi. Họ cũng sẽ vi phạm pháp luật theo một cái phương diện nào đấy. Chứ Không không có công ty nào trong sạch 100% đâu. công ty nào đúng không? Không có công ty nào. Sao Với vậy? lại nếu về vì vụ nếu như anh lo về vụ vốn điều lệ mà anh sợ thì cũng không vấn đề gì, bởi vì vốn điều lệ nó là một cái thế nào nhỉ? Nó là cái số cậu ấy không được mà cậu ấy dùng được, Nhưng mà anh đang chỉ bảo là sợ ông ấy là giả cái tất ông ấy cả sợ giấy là cái tờ dạng nhiều công ty của ông ấy, vâng, chỉ sợ công ty của mình dạng như công ty luật của công ty ấy nó liên quan đến mạng sống này, nó liên quan đến danh dự của người khác này. Mà cậu ông làm sai thì nó hơi gọi là mất nhân tính tí thôi, chứ còn công ty bán kim cương thì nó là buôn bán bình thường thì ok, chẳng vấn đề gì. thì làm ông bảo là làm cũng lắm là bị đóng cửa công ty thôi, mất tiền Đấy, vào tù nó cái tự những cái làm lỗi đấy thường thì nó sẽ phạt hành chính là chính rồi, còn để đến mức độ hình sự ấy, tức là nó phải gây ra những cái vụ thiệt hại rất là lớn, nó là có khi mà gây thiệt hại nhà nước ấy. cái kiểu mà bán hàng cho nhà bán hàng cho khách du lịch ấy mà bán không giá như gấp 10 lần thì anh cũng không làm không làm được, không thoải mái. Vì thế khách nó bán được đâu, các tây xịn là không đến chỗ ông ấy luôn, tây xịn người ta không vào, toàn bán toàn tây ba lô thôi, thế nên cũng không ấy lắm. Bán hàng cho khách Việt kiều thì còn có thể bán được, đường đường người ta còn lấy được, nhưng nói chung là ấy đó. Ê, mệt mỏi Thôi kệ, đi thương thôi mất. kệ đi anh. Ừ thôi, nói chung nghe lúc một câu thôi nghỉ nhá. Vâng. Anh thấy là chú cố gắng học để chuyển sang nghề khác đi, chứ nghề của chú nghe nó anh nghe có thấy mệt, kiểu như nó chú còn chưa vợ con nữa, sau này mà nghe làm xong chú có cảm giác không muốn cưới vợ không, không muốn yêu luôn không, bởi vì yêu À có thì cái đấy bình thường. đấy. Nhưng mà mình biết sao được, đời nó thế mà, đời đời nó thế. Kiểu như mấy ông bà cũng yêu nhau ấy đúng không, rồi sau này tìm cách là tìm cách hại nhau luôn đấy, cũng khó hiểu. Em cũng không biết có yêu nhau không, cái đấy thì không chắc đâu nhỉ, yêu nhau hay không, người ta cưới nhau có đâu phải vì yêu đâu, nhiều khi người ta cứ cưới thôi thất tình chẳng Tình nhưng mà em thấy có khi là những cái vụ ly hôn ấy ảnh hưởng thật sự cái chị kia ấy, em thấy chị ấy kiểu nào không không có sự tin tưởng với em lắm. chị ấy có quý em, có yêu em không hay có Ngày xưa lúc còn mặn lòng ấy là kiểm soát điện thoại, ừ. Còn sau tức đó là kiểm soát điện thoại cả Facebook, kiểm soát Zalo, tất cả mọi thứ em mật khẩu của em đều chị đều biết hết. thế sau đó em vẫn cho đúng không? Sao xin em có Ừ. làm gì thì mẹ em thật là em có làm gì thương thiên hại lý đâu, em không cho họ À. cầm hết. Mà kể cả em có nếu như em thích ấy, mình em thích tán con khác ấy, cũng đánh biết được. Bởi Ừ. vì bà ấy sinh năm 92 rồi, già rồi. Gọi là kỹ thuật công nghệ không có. Bà ấy chỉ hơn em cái đánh 10 ngón thôi. Bà gõ 10 ngón nhanh em thôi. Ừ. Còn lại những cái Chị mà em chị em mà fake tài khoản ấy, nhiều cái gọi là IP cao tất cao cấp em không biết, nhưng mà những cái nghiệp vụ cơ bản ấy em cũng biết, em biết khá khá nhiều cái trích hay ấy. ừ, có gì hôm nào mà chỉ anh Nghe à. nó đi. Để nốt đi Ui, hỏi nhưng mà khả năng cao lấy lúc này chị vẫn chưa lấy chồng đâu. khó lắm, Em nhưng mà sợ. con gái mà thế Lỡ. đấy khó, càng về sau càng khó. Đúng nhỉ? Vẫn tiếp tục làm cái bài Brazil à? Đúng chưa nhỉ? Đúng rồi, không cần phải làm tiếp, chuyển bài tiếp ạ. Đúng rồi, thôi tiếp luôn. Tám mấy nhỉ? Tám ba, tám năm đúng Đến nhỉ? Vâng. không? Tám mấy? Tám sáu đến tám bảy ạ. Tám À, ba, tám 85 năm 86 đến 88 đi, 86 88. đúng To không? the in audience for talk. Tám sáu, tám tám à? Vâng. Ok, chiến đấu rồi. Hay là Đây này. 90, 91 à. Đối tượng của đối tượng khán giả của buổi nói chuyện là ai? Theater 6 đến patron. 88. The intended là đối tượng của cái đối tượng khán giả của buổi nói chuyện là Intended audience for the talk, đúng rồi. ai? Intended là gì anh? Intended là gì? Intended Dự kiến là à? ví dụ nhá, I intended to play soccer today. Nghĩa là anh quyết định, anh đã lên ý định là sẽ chơi đá bóng ngày hôm nay. Ví dụ như em này,
I intended to call my ex tonight. Nghĩa là em có ý định sẽ gọi lại cho chị người yêu cũ của em vào tối nay. Intended là lên ý định làm một việc gì đó. Em chưa làm, nhưng em có ý định làm. Ví dụ Vậy như thì hôm nay người yêu bảo là anh tại sao anh lại ấy đâu, anh chỉ có intended làm rồi anh đã làm đâu, hiểu chưa? Đấy. intended audience for the talk là vậy là Khách đối hàng tượng nhắm dự tới. kiến, Đúng rồi, đối tượng mà khách đối hàng, tượng dự kiến đối của tượng cái độc giả buổi là ai? vâng 87. thì passion là theater là nhà hát rồi passion Patron là những người ô thì em biết này khách quen ừ, đúng rồi, tốt, giỏi. patreon là gì anh nhỉ Patron, patreon patron có nhiều nghĩa, ví dụ là khách mà khách hàng quen là patron này, khách hàng mà hay đến mà đưa thêm tiền bo là patron này. Khách hàng mà làm từ thiện, người làm từ thiện là patron này. cái trang anh biết cái trang patron ở trên trên đấy không trên trên mạng không Anh không. nó là cái trang chuyên chuyên để xem mấy cái của mấy cái gọi là tác giả mới người ta đưa những cái tác phẩm mình đấy để kêu gọi đóng góp ấy Thì đấy đóng góp ấy, gửi ấy cho người ta ấy, khách hàng thân quen. dạ. Em mẹ phan cứng luôn. Một thì là mình là fan cứng lâu thì gọi là passion, hai là mình cứ là mình thành passion. Nhưng Mình passion là mất nó nghĩ nó sang lắm nhá. không? Cố gắng sao để trở thành một passion, hiểu không? Sao? What does the speaker mention about the Cái người nói thì đề cập gì về play à? Nói gì về vở cái kịch? play? Cái vở Vở kịch. kịch á? Play là vở kịch á? Đúng rồi, play là vở kịch em ạ. Ok, vở kịch. What will take place in 5 weeks? Điều gì sẽ xảy ra trong 5 tuần tiếp? What will take điều gì sẽ xảy ra trong 5 tuần tới? Ừ, rồi. Number 85. Ok, nghe. What does the speaker indicate about the call? Changing time. Because this play has so many characters, Number 85. What does the three different outfits, so that's a lot of changing time. Number 85. What does the speaker indicate about the call? Questions 86 through 88 refer to the following talk. Hello everyone and welcome to Markell County Playhouse. Thank you for volunteering to help make costumes for our next production, Changing Time. Because this play has so many characters, we'll have to work hard to get ready for opening night on April 12th. Each character has about three different outfits, so that's a lot of sewing for all of us. The dress rehearsal in complete costume is only 5 weeks away, so we'll need everything done by then. Number 86. Who is the intended audience for the talk? Now, who is the intended audience for the talk? Khó hơn chưa? Đã cần đánh giúp chưa? Bài này khó hơn đấy. Ticket customer maker. Em nghe được là make costumes for our next production đúng không? Tình nguyện. Nào. Em dịch ở Costume. đây được Em là cảm ơn các bạn đã tình nguyện giúp may trang phục cho lượt thay đồ tiếp theo. đấy đấy đấy, thì đáp án là gì? Maker. Costume makers nghĩa là người may trang phục ấy, hiểu chưa? Bởi vì là em nghe được là make costume ở đây thì chắc chắn chỉ có cái này thôi. Vừa dịch em xong. Cái Ok. này quên mất chưa dịch, phải đáng lẽ phải dịch Google dịch luôn mới được. Dễ Nhưng hơn mà may sao lại có cái từ đấy. đừng có dùng Google dịch nhá, nhưng mà đoạn nào mà thấy May sao khó có. What does speaker mention about play? Tức là What does the speaker mention about the play? người nói gì về vở kịch
Cookie. Ticket. Hình như là nó đang nói về việc là sẽ phải, em nghe được là three outfits cái gì đấy, outfit là trang phục đúng không, chứ không phải office. Office thì nghe đúng hơn, outfit phải may nhiều đúng không? May nhiều, ba trang phục thì phải may nhiều, mà may nhiều thì là gì? Rất nhiều thì phải là gì? Yes, many character. There are many characters. Characters là ấy nhá. Là gì ạ? There are many characters. Character là diễn viên. Nhá. Tiếp tục này. Bởi vì cái câu này em cũng không hiểu lắm ý. It's very long, nó dài này. Nó được set trong quá khứ này, set up ở trong quá khứ, được thiết lập ở trong quá khứ à. Đấy, nó có nhiều diễn viên này. There's waiting list for ticket, là đang đợi đợi hoàn Waiting vé. list là nhiều hàng đợi đúng không? Hàng đợi dài. Hàng đợi dài. Thì em cảm thấy chẳng có đáp án nào nó nghe đúng so với phần em noticing ra Thế cả. á? We have a book hat ready opening cái gì đấy. Có cái book hat to get ready for opening night on 12th, April 12th. Tức là sẽ có nhiều người phải làm việc chăm chỉ vào Là gì? khó nhỉ, câu này không không có dữ kiện gì trong phần ấy mà em dùng được à? Cũng em vậy thì khả năng cao vẫn chỉ là there are many bởi vì là sau cái câu mà sau cái câu character has about three different outfits so that's a lot of sewing for all of us. Đấy, tức là tất cả chúng ta phải may rất nhiều đúng không? Thì chắc là nhiều 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 diễn viên thì phải may nhiều. Thì hợp lý mà. Cũng được. Còn Thế cái kia thì sẽ em không biết. ok. Bài này thì anh sẽ đi qua anh chữa luôn. Đến lúc anh chữa rồi. Làm một SDS, what will take place in 5 weeks? Thì chắc là buổi diễn sẽ bắt đầu trong 5 tuần nữa thôi. Đây là diễn 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 kịch thì chỉ có thể là kịch thôi chứ chả lẽ lại là fashion show với the red. Ui fashion show cái gì đấy, sao lại photographer dinner reception fashion show. MD Đề á. em đọc đi, rehearse là cái gì, từ từ em Dress rehearsal. thử trang phục là buổi thử trang phục à. Đúng rồi. Để làm một cái ấy nhất thì thường phải có một buổi thử trang phục. Dress rehearsal nghĩa là một buổi thử trang phục nhá. Vậy thì em chọn D bởi vì ba cái đầu nó không liên quan lắm, fashion show, dinner reception hay photography session thì chỉ là buổi thử trang phục, bởi vì như là ở đây em có thấy cái đoạn là dress rehearsal này, như có từ này Rehearsal, the rest rehearsal. rehearsal đấy có từ đấy đấy Thì đáp án là buổi thử rehearsal trang đúng rồi. phục. Vậy thì khả năng cao là D rồi, ba cái đầu nó không có đâu. Bởi vì đây là diễn kịch mà, diễn kịch thì liên quan gì đến photography, đến fashion show. Chỉ thể D thôi, em chọn D. Đấy, D là câu 1 em chọn costume maker, Custom maker, nghĩa là làm người may trang phục, may người may trang trang phục. phục. Thật may. Ồ, Còn cái câu này thì em không nghĩ ra, câu 87 em chịu ấy. Em không biết là cái gì không? em đúng rồi, đúng hết rồi Được đấy. nhá, chọn một Đúng cái rồi. Ừ, chọn anh. C đi. This many mày, bởi vì em ở đây em có ghi một câu là người ta three different office just lot of sewing for all of us, từ này em đoán ấy. Không biết phải sew không? SEW ấy. Sewing, bởi vì em lên dịch em đọc lại từ này thì thấy câu này về đúng nhất. Rồi, anh cho anh sẽ chữa trực tiếp bài này nhá. Bài này đến lúc bài này anh chữa được rồi. Độ khó này, đấy, những bài này độ khó này mới đáng để chữa này. Những bài kia này. Beginning on June 1st.
Number 84. According to the speaker, what must customers do in order to ship a vehicle? Number 85. What does the speaker indicate about the call? Questions 86 through 88 refer to the following talk. Hello, everyone, and welcome to Markell County Playhouse. Hello, everyone, and welcome to Markell County Playhouse. Now. Chào mừng tới với Markell County Playhouse. Thank you for volunteering to help make costumes for our next production, Changing Time. Thank you for volunteering to help make costumes for our next production, Changing Time. Cảm ơn vì đã volunteer thay đổi tình nguyện nhé, tình nguyện viên. Cảm ơn các tình nguyện viên đã giúp em Changing Time. Thank you for volunteering to help make costumes for our next production, Changing Time. Production Changing Time. Em nói mẹ em câu đã. Nào, Dũng. Alo. À, quên, em đang bấm unmute. À, em đang mute. Anh đọc lại em câu đấy với. Rồi xong chưa? Rồi thế. Tiếp tục nào. Hiểu câu này đáp án lại. Câu đấy là thank you for volunteering to help make customs for our next production Changing Time. Tức là cảm ơn các tình nguyện viên đã giúp đỡ hoàn thành à? Cái Changing Time là cái gì? Changing Time là thay đổi thời gian. Đúng, Changing Time. Cho cái việc mà thay đổi thay đổi lịch trình đúng không ạ? Nói chung cho cái vở kịch sắp tới, thế thôi. Vâng. Xong câu 1 nhá, 86. Vâng. Đáp án là B nhá. Vâng. Why, what does the speaker mention about the play này? Because this play has so many characters, we'll have to work hard to get ready for opening night on April 12th. Đúng rồi. Không nghe hết nhưng mà nghe là câu đầu tiên là bởi vì có rất là nhiều diễn viên. Đúng rồi. We'll have to work hard to get ready for our opening night on April 12th. Chúng ta sẽ phải làm gì? Bởi vì đây có rất nhiều diễn viên này, chúng ta sẽ phải làm sao? We have to work hard. Làm việc chăm chỉ. To get ready for opening night on April 12th. Chúng ta sẽ phải làm việc chăm chỉ để sẵn sàng cho cái buổi diễn vào trail cái gì nhỉ? 12 tháng cái ngày đấy, 12 tháng 4. April 12th. Each character has about 3 different outfits. Each character has about... Đúng rồi. Cái cuối này. What will take place in 5 weeks? So that's a lot of sewing for all of us. So that's a lot of sewing for all of us. Sewing for all of us. So nghĩa là may ấy. Vâng, may cho tất cả chúng tôi. Cho bởi vì thế chúng ta sẽ có rất nhiều quần áo để mà may. Nghĩa là có nhiều character này mà mỗi nhân vật này cần có 3 bộ trang phục khác nhau. Thế nên là chúng ta có rất nhiều. Chúng ta phải may rất là nhiều. À, có từ đấy. Rehearsal đấy. The dress rehearsal in complete costume is only 5 weeks away, so we'll need everything done by then.
The dress rehearsal in complete costume is only 5 weeks away, so we'll need everything done by then. Now. Cái buổi thử thử trang phục sẽ diễn ra trong năm tới. Cái đoạn cuối là cái gì nhỉ? So nhưng we'll mà need vậy everything done by then. Chúng ta sẽ hoàn thành trước đó. Đúng rồi. Thế là xong rồi đấy. Dễ không? Để. Không dễ lắm, bài này không dễ lắm, bài này khó. Bài này khó. Rồi vậy chúng ta chuẩn bị xong cái phần đấy rồi đấy. Buổi sau nhá. Tuy nhiên sau này nghe rõ câu there are many characters thế nhỉ? Nhiều ấy. Character chứ phải character đâu nhá. Luyện characters. IPA anh cho chú đi nhá. Những từ nào mà anh ấy nốt ra để về bật IPA nên nghe nhá. Wow. Nhiều từ em bị phát âm thói quen đấy. Thật. Vậy em biết từ đấy rồi nên em hãy phát âm thói quen. Thế phải luyện. Thế nhá, hôm nay buổi học chúng ta kết thúc ở đây nhá. Wow. Bye bye. Bye bye.